Đáp rồi, tụi mày đã bị quên tin rồi. Này, đâu? Trời ơi trời. Đúng rồi. Hồi xuống. Ấy chết rồi con cá bự. Để tao chạy con kia. Tao chạy đi kiếm nè. Ơi, vô đây coi, cần câu. Rồi luôn, bán rẻ luôn. Ê, chút nữa tao đậu xe tao lại đây. Nắng không? Nay tụi mình về thì cứ đi vô mạng con cá nha các bạn. Bữa nay bị thầy Tấn dẫn về quê. Hôm nay tụi mình sẽ đi mà người gọi một cái là trải nghiệm về miệt thứ. Rồi đây là cửa biển nè. Hỏi người ta coi có lấy vé gì không? Ủa anh đây là trời ơi trời nè. Trời ơi trời. Đúng rồi. Hồi xuống. Hello mọi người. Ở đây anh em gần đây điều kiện không có xô nên tổ chức dã ngoại. Và dù bữa nay là chúng tôi dã ngoại tới một cái về dã ngoại về vùng miệt thứ á, miệt thứ Kiên Giang á nha, miệt thứ U Minh á. Hiện tại chúng tôi đang ở thứ tám biển, có nghĩa là thứ tám có hai thứ tám, là một thứ tám bên gần và thứ tám bên biển. Hiện tại chúng tôi đang đi bên cạnh biển. Đó là sao? Cho nên đó là rồi đang luôn. Rồi sao quên? Cho nên vì vậy là cho nên đó là vì vậy mà hồi nãy á là mấy bạn thấy cái cảnh gửi xe đúng không? Đó là tại tôi gửi xe, bởi tôi phải đi dò. Dỡ máy ra ngoài ngoài biển đó, thì ra đó tổ chức thì dỡ ngoại thì để coi tình hình, có thể là anh em sẽ qua đêm ở ngoài đó luôn đó. Thì bây giờ hãy theo chân chúng tôi nha, chuẩn bị xe chúng tôi dỡ ngoại đến rồi cho mọi người. Cập bến an toàn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được địa điểm dã ngoại. Khu vực này điểm tiếp giáp giữa biển và rừng ngập mặn, dân cư thưa thớt, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, giao thông duy nhất là đường thủy và đường bộ, nếu bạn đủ sức đi bộ.
Chúng tôi dừng chân ở nhà anh chị Tư, là một người quen của thành viên trong nhóm. Căn nhà nằm trong khu vực hẻo lánh, láng giềng thì lưa thưa bao bốn căn nhà xung quanh. Ở đây đời sống vật chất của họ không dư thừa như ở thành thị Bon Chen, nhưng họ biết đủ. Đó chính là sự hạnh phúc của những người nông dân chất phác, tuy là thiếu thốn vật chất nhưng họ giàu tình cảm. Hình ảnh này dành cho những chiếc chiếu mới hay nói là thời đại này không có chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng. Đây là minh chứng nhé. Còn đây là hình ảnh đầu tiên của chuyến dã ngoại, mọi người tập trung đi câu cá. Nghe anh chị Tư nói, cá ở đây nhiều lắm, cá thường được câu ở trong các ao như thế này. Những ao này chính là vuông tôm, sau khi thu hoạch xong, người ta sẽ dùng thuốc cá, dọn sạch vuông cho vụ nuôi tiếp theo. May mắn là những vuông này chưa bị thuốc nên còn khá nhiều cá, chủ yếu là các loại cá phi, cá chẽm, cá đối. Con heo mập này đang làm gì đây? Hình như là đang tìm cá mắc lưới, khi xuôi theo dòng nước vào vuông. Những màng bọt trên mặt nước này không phải do ô nhiễm mà là do muối trong nước biển hòa với nước lợ tạo thành. Xem kìa, đúng là cá nhiều thật. Thanh niên này đang chuẩn bị móc mồi cho một chuyến bội thu đây. Cá nhiều, nhưng có vẻ khó ăn mồi nhỉ, chờ thêm xíu coi thế nào nhé. Này là cu dây nha các bạn. Giờ mình đi ra vòng đây. Cô Bin nãy giờ con có được con gì không Bin? Thôi câu cái thò lòi chứ. Ủa càng câu tao đâu rồi? Này Quynh các bạn, câu cá như trời đời. Chút nữa lội qua vuông bên kia tao câu cá chẽm nha. Bỏ vuông bên đó qua vuông bên đó đó. Ấy chết rồi, con cá bự. Hay, để tao chạy con kia. Anh câu mình bị lỗi rồi. Câu bị lỗi rồi. Thôi khỏi. Tao chạy đi kiếm nè. Ơi, vô đây đi coi. Đừng câu. Thôi, đừng bay. Tổng. Trời ơi, không mất đâu, đâu mà nổi mà. Ủa con cá bự lắm mày ơi, nó chở bọ rồi nè. Từ, đừng động quá. Con cá bự lắm. Kìa, nó đang vô. Đừng bay, lội theo, lội theo, bước xuống đây nè. Cỏ cháu nha. Nè, đừng có lặng. Lôi lên. Ở dính đường con nè, cái gì vậy? Nè, điện thoại nè. Một con đầu tiên nha các bạn. Ôi, nuốt lưỡi câu rồi. Con cái gì vậy ta? Nào, bây giờ thì đến phân đoạn chế biến chiến lợi phẩm thôi. À, quên thông tin cho các bạn biết là do điện thoại hết pin nên không chia sẻ được cảnh đi bắt ba khía, thăm lưới ghẹ và mò sò huyết cho các bạn nữa. Chỉ có thể chia sẻ thành quả với các bạn thôi, thông cảm cho mình nhé. Đây có lẽ là con sò huyết to nhất tôi từng thấy. Chứ trước giờ toàn mua ở chợ, không có sò to như vậy.
là vùng xa xôi hẻo lánh, giao thông phụ thuộc vào đường thủy, nên mọi hoạt động giao thương cũng được diễn ra trên sông. Mỗi ngày sẽ có những ghe hàng như thế này đến để cung cấp các nhu yếu phẩm cho bà con ở vùng này. Thế hệ 8X, 9X nhìn cảnh này có quen không? Giữa nơi làng quê Thanh Bình như thế này, nhìn những cái chồng chống lá dừa, làm tôi thoáng cảm thấy bồi hồi về ký ức tuổi thơ quá. Trở lại bên trong nhà, mọi thứ đã được chế biến xong rồi, và mọi người đang bày biện ra, nào là sò huyết chế tỏi, ghẹ rang me, cá nướng, toàn cực phẩm miền quê, xác định tăng cân hôm nay luôn nhé. Giữa cái miệng u minh này, mà chiều chiều ra bờ sông, ngắm hoàng hôn, nghe câu dạ cổ Hoài Lang, cảm giác tâm hồn con người trở nên sâu lắng và nhẹ nhàng, làm cho ta quên đi sự xô bồ ở nơi thành thị xa hoa. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ bấm like, đăng ký, bấm vào cái chuông và ủng hộ mình bằng cách like hoặc xem quảng cáo xuất hiện trong video nhé. Chúc các bạn một ngày thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.